ba cô thì cô này là già nhất, trong ba cô thì cô này là già nhất. Rồi rồi, tới công chuyện này. Tôi ngồi xuống em, ngồi xuống em, có mấy anh lớn ở đây, ngồi xuống. Bà quay qua bà tát một cái bóp, bà quay qua bà tát một cái bóp. Cái em mới thôi, em bỏ vô phòng, em không nhậu nữa. Em bỏ vô phòng, em ngồi em nằm em ngủ trong đó luôn. Về là ói đầy trên nệm của bên khách sạn luôn á, ói đầy vậy, ói ở dưới sàn, em phải lau nguyên đêm luôn. Còn thay đồ cho bả luôn. Mua qua gì vậy? Tôi đâu có thích qua đâu, tôi đâu có thích qua đâu. Ừ. Tự nhiên cái em cứng đơ mặt trước với mọi người xung quanh luôn, quá quê luôn. Dạ, chào anh Quốc Thận, chào chị Hồng Vân, em tên là Phạm Thị Thảo, em sinh năm 1996, nghề của em hiện tại là kinh doanh online. Mặt hàng gì nào? Dạ, đa nịt bụng, sản phẩm làm đẹp ạ. Như vậy là anh chắc phải cần thiết phải có quá. Thảo đang ở quận mấy? Dạ, em đang ở Bình Chánh ạ. Mời ông xã Thảo. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, em tên là Nguyễn Văn Vương. Hiện tại thì công việc của em là làm về truyền thông và tổ chức sự kiện. Dạ, em năm nay khoảng 39 tuổi. Còn trẻ quá. À, anh được biết bạn Phương này là làm một nhiếp ảnh nữa. Cái công việc chính của em hiện tại cũng là chụp ảnh và quay phim. Và nói chung là em làm tích tần tật về hình ảnh. Em có thể cho tụi chị biết cái sản phẩm mà em ưng ý nhất của em á là cái bộ sưu tập nào hay là một cái poster nào không? Em có một cái tác phẩm, cũng như là tác phẩm đó là em nói chung là bất chợt và sáng tạo đó chị. Thì cái bộ ảnh đó nói chung cũng có truyền cảm hứng cho nhiều người, và đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh. Bộ ảnh nó tên là Vết Rạn. Vết Rạn đúng không? Dạ. Không biết là hôm nay đến với chương trình này thì em có mang theo cái tác phẩm đó không ạ? Dạ, cái tác phẩm đó thì nó cũng khoảng 4-5 năm rồi. Hiện tại là chỉ còn hình ảnh ở trên điện thoại em giữ lại thôi. Tại vì biết sao không, thấy bạn này bạn mang cái này, mình cứ nghĩ là chắc chắn trong đây phải có một bí mật gì. Vậy thì trong cái hộp này là bí mật gì? Nó là một trong hai món quà mà em dành tặng cho vợ của em. Có thể nói là vợ em là người phụ nữ duy nhất ở Việt Nam có. Wow. Có thể cho anh xem được không? Dạ được ạ. Đó. 20 bộ ảnh cưới, bao gồm là tức nhiều trend của giới trẻ khác nhau, và em thực hiện trong vòng đúng một năm trời. Và tất cả các hình này là em không nói cho vợ em biết. Có nghĩa là đi đến tỉnh nào là em lên kế hoạch chụp luôn, chứ không có báo trước là sẽ chụp ảnh cưới. Nên là bất ngờ đó. Dạ đúng rồi. Wow. Coi như là trời ơi nè đó, tôi nghe chưa? Ở đây chị thấy những cái đồ bình thường đi nữa, chơi. Những cái đồ em tự mua hết. Rồi để coi nghe. Trời ơi, quá. Lương quá. Dạ, kem Trung Thu. Này Trung Thu, chúng ta quay ngược thời gian lại. Hai đứa kể cho anh với chị Vân với khán giả xem là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ở đâu nè. Em với chồng em á là quen nhau trên Facebook, gọi nó hẳn là khờ minh dạo. Cách đó khoảng một tuần trước á thì em với hội bạn của em là ba người bạn thân, là kiểu như là mới đi đổi điện thoại á chị Vân. Xong về cái ba chị em selfie, rồi em up cái hình đó lên Facebook, và cái anh này anh mới vô ảnh comment gì đó thì em cũng không có để ý. Sau á khoảng một tuần á thì ảnh mới đăng cái tấm hình thả thính, đại loại là anh ghi ảnh đăng tấm hình, ảnh ghi là gì thì em. Xong cái em cũng vô em comment là em đây. Xong cái ảnh mới vô ảnh nhắn tin em. Trời xui nó khiến sao đó, anh vô em trả lời tin nhắn của ông này. Xong rồi cũng nhắn tin, lúc đó cũng rảnh, nhắn tin trả lời qua lại. Khoảng mấy hôm đó, ông rủ em đi cà phê. Xong lần đầu tiên gặp á, em được, bữa đó là hẹn buổi chiều. Xong cái em nhớ ông đi qua, em đứng chơi, em cũng sửa soạn rồi cũng kiểu lần đầu tiên gặp mà em cũng chỉnh chu lắm, em cũng hơi điệu xíu. Xong cái ông tới, ông gọi cho em, mà em chưa có xuống, em đứng trên lầu em nhìn xuống. Ông đậu xe bên trước cửa nhà, em nhìn vô cái bộ dạng là ông nói, ủa vậy trời, sao mới Sài Gòn mà mới chiều mà hẹn hò đi chơi, cái gái mà sao tự nhiên mặc cái áo khoác đã vậy còn đeo khẩu trang, nhìn giống như một ông chú vậy đó. Em thấy kèo này không vui không? Ủa nhưng mà lúc mà ở Facebook là em chưa có biết giao diện của ảnh luôn. Dạ có, nhìn là nhìn giao diện trên Facebook. Dạ. Rồi mới trả lời đúng không? Em nghĩ là tại vì ổng là nhiếp ảnh gia. Dạ. Ổng cũng biết Photoshop. Dạ đúng rồi. À, đúng không? Em tự chụp, em tự chỉnh luôn. Dạ đúng rồi, nhìn nó khác lắm. Bởi vì khi mà em gặp ở ngoài, em đứng tựa trên lầu 2 em nhìn xuống nhá, em mới nghĩ sao mà nó khác vậy. Lúc em thấy bạn này là thấy ba cô gái selfie đúng không? Thì mắc gì mà em chọn cô này? Có nghĩa là trong ba cô thì cô này là già nhất. Rồi rồi, tới công chuyện này. Thì sao ấn tượng là hai đứa là đều già hết vậy? Dạ đúng rồi, tại em nhìn thì em cứ tưởng là 8x không à. Bạn cũng xài app, chụp hình bằng app thì tưởng 8x. Nhưng mà lúc mà hẹn ra gặp thì trẻ hơn trong hình luôn. Do cái em có ấn tượng là bạn ấy cười rất là đẹp vậy. Đó, dạ. Rồi nhưng mà sau khi mà nói chuyện một hồi thì có cảm tình không? Nói chung là em cũng muốn hẹn hò. Nhưng mà bạn này bạn giống như là bạn kiểu như không có nói chuyện với người lạ, cứ nói chuyện thở ơ. Dạ đúng rồi. Đang suy sụp á em. Dạ. Từ đang sân thượng ra rớt xuống lầu dạ. Là lúc đó là không lẽ giờ mình trốn. Dạ đúng rồi. Kiểu như mình lỡ hẹn, mình đã nhắn địa chỉ đúng ngay chỗ mình, mà không lẽ giờ mình hẹn mà người ta đến mà không đi kìa. Nhưng trong mà cái, đi kiểu không vui. Trong khi ông chú ở trong Facebook đẹp ha. Dạ đúng rồi. Trong ra ngoài đời cái kỳ cục liền à. Khác hẳn luôn á chị. Ở ngoài là như chú Mười vậy. Nhưng mà em có bị cục hứng khi mà người đẹp gọi mình bằng chú xưng cháu không? Dạ không, cục hứng. Tại vì em nghĩ là bạn này là em hốt chắc rồi đó. Rồi sau bữa đó thì là hai đứa phát triển tình cảm như thế nào? Là em lúc đó là em ở chung với một người chị, mà hôm đó là có một em của chị đó là bị tai nạn ở quê lên, là bị tai nạn ở Long An á. Nhưng mà hôm đó là nhà chị có hai chị em gái thôi, với lại là chị đó có con nhỏ. Mà hôm đó là em nhớ là trời mưa,
tối rồi, tầm 8 giờ thì kiểu xung quanh là mấy ông anh ở nhà thì đi công tác ở Đà Lạt hết rồi, không có ai hết. Mà giờ có hai người phụ nữ mà em mình thì nó đang bị tai nạn ở dưới Long An không biết sao hết. Xong cái tự nhiên con chợt nhớ lại. Điện cú. Điện cú. Đúng rồi. Trong những trường hợp như vậy chỉ có ông chú mới có thể lo cho mình thôi. Lại lúc đó cũng có suy nghĩ là mình á, hay là mình cũng cho ông chú này cơ hội để mình thử thử cái ổng, mình giờ mình nói vậy thử cái ổng có xuống không, mình coi thử cái độ chân thành của ổng có tốt hay không. Tầm 20 phút, 20 đến nửa tiếng là ổng chạy xuống. Mà lúc đó trời mưa nó trời mưa râm râm, ổng chạy xuống. Rồi xong ổng mới chở em với bé nhỏ là từ đây mà chạy đi xe máy mà chạy xuống dưới Long An á. Xong mình thấy chợt thấy ổng cũng được, cũng nhiệt tình quá, chứ người lạ mà sao ai về tối mình đi. Phương, lúc mà nhận được cái cuộc gọi điện thoại đó, cái cảm giác của chú Phương. Em cũng thấy lo, em không biết bị tai nạn nặng hay không. Nhưng mà bạn này bạn điện thoại lại em chạy xuống liền. Lúc đó khuya rồi, mẹ em gọi đi đâu nữa, kêu có thằng em nó bị tai nạn nên phải chạy qua. Em đâu có biết đó là cơ hội ngàn vàng của anh chờ cơ hội lâu lắm rồi. Đúng không? Sao lúc đó em không tự chạy xe đi luôn? Không biết chạy xe máy. À là không biết chạy xe máy. Ủa rồi mỗi lần ship hàng thì sao? Cái em bốc ship, còn từ lúc mà quen. Từ lúc đó em là người làm hết. Dạ. Mà có lấy tiền phí không? Dạ không. Dễ vậy. Lấy khó thì phải hỏi đó. Đó thì bắt đầu em suy nghĩ lại, em lớn tuổi hơn. Tại vì trước đó là giống như em tự suy nghĩ em bây giờ là giống như nghiệp quật vậy. Tại vì trước mà em nói là em không bao giờ mà quen người lớn tuổi hơn nè. Đã vậy mà còn kiểu bị hói thì chứ nói chung là nhìn không có trẻ hơn. Không có cái gì đúng gu của mình hết trơn. Đừng có thấy nó hói đâu. Dạ có. Dạ, vậy hả? Tại vì em quá hói. Em không có vậy. Đúng vậy đó. Vân đã nói đúng rồi không, cho nên với tôi không thấy không một ai bao giờ mà nên gọi là bị cái sơ hở của mình nó bị lòi ra cho mình phải bưng bít lại hết, hiểu không? Không phải. Rồi sao nè, rồi đến khi nào bắt đầu mới tỏ tình? Để tỏ tình là lần đi Đà Lạt, mới quen được vài tháng thôi. Bạn này rủ em đi Đà Lạt chung với cái nhóm bạn của bên đây. Em là người ngoài thôi, em đi chung. Ở trên đó là mới là tỏ tình. Ý là cũng hai đứa cũng đã mến nhau rồi, cũng đã đi chơi hẹn hò nhiều lần rồi, nhưng mà ý là chưa có nói thích nhau, chưa có nói thôi giờ mình cặp đi. Thì lên Đà Lạt đi chơi là em tuyên bố luôn, cặp luôn. Rồi tình yêu là êm đềm say đắm hay là có gây lộn gây lạo rồi có ghen tương rồi có hỉ nộ ái ố gì không? Em là quê bạn này hai lần, cũng là cái lần đi Đà Lạt đó luôn, đang ngồi nhậu vậy nè. Nhưng mà cái cánh đàn ông thì rất uống rất là ít, mà lại cánh phụ nữ uống rất là nhiều, uống vô giống như chị Đại vậy đó. Chị Đại. Em mới lấy tay em kêu nè, ngồi xuống em có mấy anh lớn ở đây, ngồi xuống em. Bà quay qua bà tá một cái bóp. Đừng có sửa lưng tôi, đúng không? Nhậu vô rồi nó vậy. Sao kỳ vậy em? Đi Đà Lạt chỉ nói là giống như là em đi với một hội bạn thân của em, kiểu như là thân quá rồi nên là kiểu như nó thoải mái, mình không có giữ kẻ hết. Còn ông này thì giống như mình cũng kiểu như chắc em hơi lên mặt với ổng xíu á. Rồi sao? Nhưng mà xong đó cái em mới thôi, em bỏ vô phòng, em không nhậu nữa. Em bỏ vô phòng, em ngồi em nằm em ngủ trong đó luôn. Về là ói đầy trên nệm của bên khách sạn luôn á, ói đầy vậy, ói ở dưới sàn, em phải lau nguyên đêm luôn, còn thay đồ cho bả luôn. Bị đánh mà còn phải làm coi như ô xin nữa. Nhưng mà lúc thay đồ là hết giận rồi. Dạ đúng rồi, thay đồ rồi. Cũng cái nhóm bạn đó luôn, ở nhà anh. Nhưng ngày 8 tháng 3, nguyên nhóm bạn tụ họp lại nhậu ở nhà. Em đi làm từ sáng cho đến tối em mới về. Thì trên đường em về, em ghé vô em mua một bó hoa, hết 600 ngàn. Em tưởng gì về cầm vô, tưởng bà này thích. Ai nhẹ vừa cầm vô có bác kêu: mua hoa chi vậy? Tôi đâu có thích hoa đâu. Rồi tự nhiên cái em cứng đơ mặt trước với mọi người xung quanh luôn. Quá quê luôn. Mà trong cái đó chỉ có một mình em tặng cho bà thôi, tất cả những người khác là không ai tặng quà. Quá tức là quê hồi luôn. Trước tới giờ là từ lúc quen cho đến lúc đó là em chưa có tặng hoa cho bà lần nào. Dạ đúng rồi, chưa tặng đó hoa. Đó là lần đầu tiên tặng hoa. Dạ đúng. Và rồi sát một cái gắn rồi luôn. Sao? Lúc mà em bỏ về luôn. Lúc đó không xỉn luôn. Dạ không. Mà nói như vậy đi, luôn. Sau cái lần đi Đà Lạt là em cấm không bao giờ được uống rượu nữa. Em muốn rượu thì em lầy lắm. Em thấy ổng lớn thì em nghĩ là mình quen ổng, ổng lớn hơn, ổng phải chiều mình, nên là lúc đó em cũng hơi tỏ vẻ lắm. Lại muốn nổ với mấy người bạn nữa đúng không? Khi mà cầu hôn á, cô ấy có chấp nhận liền không? Em nói thiệt là bà này bà tính con nít lắm mà. Cứ mỗi lần mà nói đến cái chuyện đám cưới là bà gạt đi. Nhưng đến hiện tại là quen nhau khoảng 3 năm thì mới cưới cái đây cỡ năm ngoái thôi. Tại vì lúc đó là em chơi với nhóm bạn của em là kiểu như ai cũng còn độc thân, kiểu như em đang bị cuốn theo, em thấy tự nhiên mình đang sống vậy thoải mái tự do, mà tự nhiên giờ mình có chồng cái mình bỏ cuộc chơi. Là mới lấy nhau được năm ngoái khoảng là 7 tháng rồi. Giờ qua chương 2 nha, chắc nhõng nhẽo dữ lắm đúng không? Mệt mỏi lắm chị, kể đi. Nghĩa là nhậu lầy là bỏ được rồi. Cái xấu thứ hai có nghĩa là bà này bà dữ quá. Tất cả mọi việc nha, em đụng vô cái gì cũng bà này quả cũng chửi, bà cũng nhăn hết, không bao giờ cười. Em quét nhà xong em để cái chổi vô góc tường, cây chổi là phải dựng lên, nhưng mà em chút em quên dựng lên, em chút xuống em để vô cũng em la. Quên bao nhiêu lần? Dạ nói chung là hoài, quên hoài thì bà la là đúng rồi. Uống chai nước
hay gì mình uống chai nước xong mình đem dẹp. Không, em uống chai nước xong rồi em để lên bàn, cũng quay qua. Uống chai nước xong dẹp. Thôi đúng rồi, la là đúng em, rồi. Những cái chuyện nhỏ. Em vừa kể tật xấu bả mà em tự khui tật xấu dạ, em đúng rồi. Em cũng được, em bị lười. Tiếp tục rồi thêm một cái tật này là cái tật lười, mà lười là em bó tay khi mà ngồi đây nè. Cái ly nước kế bên chỉ cần bỏ cái tay xuống lấy là được rồi. Không, bạn ngồi bấm thổi nè, lấy vô vợ miếng nước. Thì thay vì người ta ngồi kế bên ta lấy luôn đi, lấy qua cái đó sai. Em ngồi lúc dưới kia mà em mới chạy tới em lấy, mà em chỉ cần em lấy lên em chỉ cần đưa thôi nè. Đúng. Xong em phải đi ngược lại kia kia em ngồi. Tập xấu cái đó, tập cái xấu. Đúng mà. Đồng ý. Cái dây sạc pin để ngay trên bàn luôn. Thì trên bàn cắm xuống cái sạc này không? Anh ơi, dây sạc giùm. Em mới chạy tới em cắm em ngồi kế bên em sạc. Mà mỗi lần em làm vậy là em có quạo, em có cọc không? Tức chứ. Dạ. Có lần nào em phản ứng lại không? Em 100 lần em đều cãi 100 lần. Vợ kế bên thì vợ tự lấy đi được. Bà có cãi lại không? Chửi, cháu này nó hơi tế nhị xíu anh. Nhớ trực ra nè, nói đi nè. Không bao giờ xa cái vụ này của em được. Tức là ghiền nách, đúng không? Không, nhớ thương mà. Không, chị chửi chị. Lại đây. Nằm xích ở đây. Lại đây. 24 tiếng là phải 20 tiếng ở kế bên nữa. Mò mọi lúc mọi nơi. Tay chân tay mái. Đỡ có đó. Một đợt là em với bà này đi Campuchia, bà nhéo đau quá em chửi luôn. Chửi luôn mà cái lúc đó cũng là lúc gây lộn dữ nhất. Trời ơi. Cái tay chân chắc cũng khó chịu lắm đó nè. Rồi nè, trời ơi. Không có cần đâu, vô chổng nè. Rồi giờ muốn thay đổi điều gì? Mong muốn thay đổi. Em chỉ muốn thay đổi vợ em là gì? Cái gì cũng được hết, chỉ cần bỏ cái dữ đó. Bây giờ tới em đó. Không, em ghét nhất ở chồng em là cái gì cũng được, có cái tật bày hày á chị. Bày như làm em thích là kiểu giống như là uống khui chai nước ra đây uống xong rồi dẹp gọn liền. Còn quét nhà xong á 10 lần như một, cứ để cái chổi đó. Em nói là sao anh quét xong anh phải để lại đúng cái vị trí của nó. Nó đã tự khui rồi. Giờ mong muốn thay đổi cái gì? Dạ em chỉ mong muốn chồng em là thay đổi là gọn gàng lại xíu, với lại là nghe lời vợ xíu, đừng có cãi vợ là được, đừng có cãi lời vợ là được. Tại vì mỗi lần cãi là em mới nổi khùng lên, lại em bội lắm lên. Dạ đúng rồi, chứ bình thường em cũng Còn Phương có muốn nói gì với vợ không? Hồi nãy em có nói là một trong hai món quà á, album hình cưới là một món quà. Thì đây là cái món quà thứ hai mà em muốn dành tặng cho vợ em. Dạ đó, cái đó là bé bói con của em. Là tặng con của mình cho vợ con mình. Con của mình nhá. Bé nam hả em? Dạ bé nữ. Bé nữ hả? Dạ. Trời ơi bé bói. Thôi chúc hai đứa hạnh phúc hoài nha. Dạ. Bé bói mau ăn chóng lớn nè. Rồi. Rồi, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ Phương nha. Thấy con này cái gì ấy vậy đây? Thôi đồ em mập lắm, mập mà đẹp lắm. Dạ đó. Nói chung là em vô thôi, em có khi nằm đáy nha em. Xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để tiếp tục đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Xin chào quý vị khán giả và anh chị. Và em tự giới thiệu là em là Nguyễn Văn Mậu. Em là tốt nghiệp cơ khí chế tạo máy. Em năm nay 28 tuổi. Còn em? Em là Đào Thị Lam. Em năm nay 28 tuổi. Em là nhân viên kế toán. Rồi. Em quê đâu vậy? Cái giọng nói em nói chung là hai vợ chồng là cùng là... Nghệ An hết. Trời ơi, Lan với Mậu bằng tuổi mà thấy em trẻ hơn Mậu nhiều lắm. Dạ, luôn thương, nhìn rất là chững chạc và rất là em đi đâu họ không bảo là ba mấy tuổi rồi. Hai em là quen nhau là ở ngoài Nghệ An hay là trong này? Em là quen cái thằng bạn, nó bảo tao không có con ở đâu luôn, mấy giờ sao không? Nó bảo mịt hơn. Ủa nói con... gì chắc mặt anh thề luôn á. Anh không nghe luôn, anh thề luôn á. Quê mi ở Mô. Quê mi ở Đô Lương. Đô Đô là gì? Đô Lương. Đô Lương. Tiếp luôn. Rồi. Xong bà nó ông gặp em là bảo quen thằng bạn ở Đô Lương. Xong nó cho số điện thoại, xong hai đứa tự nhắn tin với nhau. Khi đó là em đăng ký 2000 một là được 60 phút đấy. Tán gái tùm lum còn dư mà. Không biết gọi cho ai. Nên nhờ có con này nó cho số để thì ta gọi thử cái coi. Hai đứa cũng nói chuyện qua lại bình thường. Xong đến ngay hôm kia là anh bạn mới bảo là để chiêu chở trong vào chơi. Là kia nó chơi không em? Nó bảo nó giờ vào nhà chị tao nhá. Là lúc ấn tượng em sao? Em thấy con này cái gì ấy vậy đây? Nghe là mình không thích lắm đấy. Nhìn ấy là thế nào? Ấy kiểu là mình không thích lắm. Không thích lắm. Với tách thằng kia nữa. Thằng kia là bảo nó vào nhà chị thôi đúng không? Thằng này chơi tao mày. Do gì mà không thích ta? Cái người con gái này đẹp mà dễ thương mà xong thôi. Thôi đồ em mập lắm, mập mà đẹp lắm. Xong anh này em xoay xoa chẳng nói chung là hai bên không có quen nhau lắm. Mà em cũng không có thích hả? Không, em cũng thích mới 27 tuổi mà. Râu thì để dài, xong hả? Tóc thì để xum xa vậy đó. Xong mặc đồ không phải đẹp như giờ đâu. Rồi lúc đó lâu thì tụi em mới bắt đầu là quen nhau. Khoảng sau 3-4 tháng á. 3-4 tháng. Dạ. Rồi trong lúc tụi em yêu nhau á có em thì cứ đi học vừa đi làm vậy, khi vợ có bầu thì mới ấy thôi, nhưng có mà em đang đúng rồi, em thì muốn đi học nữa, văn bằng 2 quản trị nữa. Nhưng mà thôi lỡ rồi. Tao giữ gìn mà để có bầu trước chứ không nội. Tại vì dù quá. Sao bị dù? Tại vợ chứ. Anh ấy nói mà đâu ai tin đâu.
Bởi vì nói chung là em còn phải tính học nhiều đó. Mà lấy lỡ rồi thôi, quýt lắm. Mà từ đó về sau là em gián đoạn cái việc học luôn. Thì vẫn cứ học. Rồi lấy nhau rồi xong rồi có bị vỡ mộng về nhau không? Bây giờ thì nói chung là chỉ có mình nói thì nó hay cãi lại, mình ghét rồi mình tức thôi. Anh hỏi nè, mỗi lần mà mình nói cãi lại vậy có lần nào mà em phát bực lên mà em động thủ em động thủ với bà không? Có một lần rồi. Sau khi lấy hay trước khi lấy? Sau khi lấy. Là hôm đó hả, con bé nhà em á nó bị áo mắt đỏ, xong rồi em chạy từ trong nhà ra chợ mà lại không cầm điện thoại đi mua thuốc, xong rồi em còn đi mua đồ cho bé nữa, về đến đâu xóm chẳng thấy con đâu, thấy ông ấy đang phá sữa, chạy ra đông một phát bộp em cả. Em bảo ủa sao kỳ vậy, làm như điên nhở, vợ con khóc cái gì mà đánh vợ. Xong em bảo thôi mồi đưa cho khỏe. Khi nào em tức mà nó cứ khóc từ đầu đến cuối, mình thương con rồi mình xót khóc ra đánh nhưng mà luôn. Em đâu có biết là vợ em đi đâu đi mà em lấy điện thoại lên em gọi là không thấy đâu cả. Em tức thấy nó khóc, con nó khóc nó tái tím luôn. Sao ông bồng không hiểu luôn đúng phải. Ý là tài là lúc đó là có gì với ở đó với lại xem trong ở nhà thì nghỉ thôi để cho con ở nhà với bộ á. Em đi khoảng một tiếng em về mà con bé nó khóc kệ quá, xong là lần đó là bị một cái bóp ngay mặt luôn. Rồi đã đánh nhiều lần nữa không? Quất một lần đó được rồi. Nhưng mà em mệt mỏi. Thôi mình vẫn cứ dọa. Dạ, ủa là hay dọa vợ đánh đó mà. Nói dọa vậy thôi chứ không đánh đâu. Dạ sao? Trong mà đang nói chuyện với nhau thì dính hả? Mày một chế đó, nó cứ nói đập em đó. Nhưng mà mày một chế đó tao đánh cho mày một cái vậy. Nó tát cho mày một cái. Mày chế đó, tát. Nhưng mà mỗi lần mà dọa như vậy là em có bị tổn thương không? Em giận lắm. Hai vợ chồng nói chung là em dọa thôi, em có khi nào đánh rồi em nói chung là em buồn lắm vì nghĩ vợ chồng yêu nhau mấy năm trời xong mới cưới nhau phải tôn trọng nhau mà sống đằng này hả, cứ hở tí là đòi đánh ý là đánh nữa con đi khoe bên nhà vợ nữa, mời đi đánh vợ mời cho vợ tạt xong mới nói với anh em buồn lắm mà ông này chẳng bao giờ xin lỗi đâu. Sao vậy cưng, sao vậy em? Nói chung là em ví dụ em bị sai là em sửa, em biết tự biết đường vậy thôi. Em không ít khi em nói ấy thì em chỉ thể hiện bằng hành động thôi. Mình gọi là mình biết trong người là mình ở cái việc đó mình sai rồi. Có bao giờ vợ em xưng mày ta với em chưa? Chưa. Nói chung là chưa bao giờ. Có cũng chưa. Cũng chưa. Ví dụ như bây giờ xưng, nếu mà vợ em xưng mày ta với em thì em nghĩ sao? Chắc là đánh chết luôn. Không, nói chung là giờ em kìm rồi. Chị cũng cảm nhận là em là cái người đàn ông trực tính và hơi nóng tính. Thì có đôi lúc ví dụ như em cũng có thể thông cảm được một chút cho cái trực tính và nóng tính đó. Đó, tuy nhiên là người ta gọi là tức nước vỡ bờ đó. Chị dậu đó, cho nên là em cũng biết mình như vậy. Và em cũng biết là mỗi lần vậy vợ em tổn thương thì mình phải cố gắng mình thay đổi. Mình thay đổi đúng thay không? Đổi. Em cũng cố gắng thay đổi rồi. Nói chung là trước hết là đi ra ngoài xã hội thì mình va vấp vậy là nhiều khi cái thiệt là về mình thôi. Đúng rồi. Bởi có những người là họ làm không được việc nhưng mà nó họ biết nịnh. Mà thôi, bây giờ nhìn đi đứng lên cũng cao hơn cô này. Tướng tá cũng mập. Bự chứ, bự con quá trời. Cấp đôi em. Mặt cũng là dữ dằn hơn cô này. Bằng tuổi mà bác trai lớn hơn bác gái nhiều à. Tất cả những ông chồng khi bước lên ngồi chỗ vị trí của bạn thì chúng tôi tự hào rằng là các ông chồng đó đều về nhà thay đổi hoàn toàn. Dạ. Không bao giờ cái chuyện đó có thay đổi nha. Còn. Và để cho minh chứng điều đó, tôi muốn bạn có một lời hứa với vợ mình. Có cả anh chị em đây nữa. Thì em đi, hứa là thật đi. Là giờ là nói chung là thay đổi. Từ năm ghi năm 2016 là em đã thay đổi lâu rồi. Em thay đổi nhiều rồi. 2016 là mới năm nay đó không? Dạ vâng. Từ đầu năm đến giờ là em thay đổi nhiều. Nên là giờ em đi xin được việc rồi nên bây giờ là thay đổi. Thôi bây giờ vậy đi, em nói cái mong muốn chồng em thay đổi trước đi rồi chồng em hứa sau. Dạ. Em bây giờ là chỉ mong là chồng bớt giận bớt nóng, quan tâm vợ con nhiều hơn. Anh ơi xin anh đừng có giận vội. Mà trước tiên anh phải tự trách mình. Dạ. Đúng không? Chồng muốn vợ thay đổi gì không? Biết em nóng tính rồi thì lúc đó mình bỏ đi. Một vòng đâu nữa hoặc là ngày mai. Rồi nó bảo là anh ơi thế này thế nọ. Em nhận, ba lúc em đang nói rồi cứ nhào vô là coi nóng hơn đúng không? Đúng rồi, lên cảm thấy nó bức tức lắm. Vậy thôi hả? Vậy thôi, chứ còn vợ thì cũng được, ok rồi. Vậy thôi thì cái này đơn giản lắm em. Mình hiểu bản chất của chồng mình là nóng tính thì người ta, ông bà mình nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Chồng em có cái yêu cầu đó theo chị là chính đáng. Có nghĩa là cái cơn lên rồi lúc đó mình đừng lèm bèm nói gì nữa. Nói là đổ dầu vô lửa. Thôi mình né chỗ khác. Tối đêm hoặc là qua ngày mai mình ồn ỉ mình nói anh ơi thế này thế nọ thế kia. Đúng không? Thì theo chị cái đó em nên làm. Còn bây giờ những cái điều mà vợ em mong muốn ở em á, chị nghĩ là ngay ngày hôm nay sau đây em sửa luôn, bắt đầu từ bây giờ. Bây giờ em hứa vợ em đi. Đứng lên cho lãng mạn cái coi trời ơi. Với vợ là từ nay là không, nói chung là không nói mày tao rồi là nói chung là yêu thương. Nhưng mà mi tao thì dễ thương em. Không thì cái chữ mi tao dễ thương lắm em. Mi tao. Mà bên này có đồng ý là mi tao không? Không luôn hả? Mi tấu tha là nói với bạn bè á, dựng vợ chồng hay là gì đó. Thôi bên này không có, không thích mi tấu luôn. Chiều luôn. Chiều luôn. Chiều luôn. Chiều luôn. Nhưng mà nè,
Bây giờ ấy đi. Ở đây nè anh, ở đây anh nói với Mậu là không có diễn xuất gì hết trơn cả. Ừ. Ở đây là thực tế nha. Hai đứa nói, đứng đối diện nhau. Nhìn nói cái đi. Đừng đừng có nhìn tôi, có đó, gì tôi vậy đi. Ôi khúc mặt rồi. À. Thôi. Đó. À. Cái này là thật nhất, đây là thật nhất. Thật thật. Hành động này là thật. Tôi cảm nhận được cái điều đó là cái điều thật. Nha, và ừ, mong rằng cái sự thật này nó sẽ đeo mãi cho các bạn đến cuối đời luôn. Yeah. Nha. Rồi, chúc hai vợ chồng luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc nha, và công việc sẽ còn phát triển hơn nữa. Yeah. Nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn các em. Cô gái Ai Cập á. Dạ. Con ngồi sát vô. À đó, dạ. Anh chồng á thì nhìn giống như là người Hàn hay là người đó, nhìn như Nhật hay gì đó. Ừ. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. À. Xin chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Vương Tuấn Minh, em sinh năm 96 và em đang kinh doanh. Ừ. Chào Tuấn Minh. Dạ. Thế còn em? À, em tên là Tuyền và biệt danh của em là Maria Tuyền, và hiện nay thì cũng kinh doanh với chồng và gia đình nhà chồng ạ. Em có thể bật mí chút xíu về cái công việc kinh doanh của gia đình mình? Dạ, công việc kinh doanh chính hiện nay của công ty là hàng xuất nhập khẩu ạ. Ừ. Và hàng xuất nhập khẩu của công ty chủ yếu là hàng châu Âu và nhập khẩu chính ngạch độc quyền tại thị trường Việt Nam và thị trường châu Á. Ừ. Nhưng mà nó là cái về sản phẩm gì? Dòng hàng là mỹ phẩm và sữa tắm, thì hầu như là sẽ là an toàn sức khỏe đến cho Việt cộng đồng Việt Nam là chính, cho sức khỏe của con người ạ. Yeah, dạ, hay quá. Ừ. Rồi bây giờ hai đứa chia sẻ cho chương trình được biết là các bạn bắt đầu quen nhau nó là như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau ra sao. Con đã nẹp em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em cũng sinh năm 1996 ạ. Hai đứa bằng tuổi nhau hả? 96 là năm nay 27 ạ. 27 đúng không? Rồi. Rồi bây giờ kể cho Trình nghe đi, là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và lần đầu tiên chạm mắt nhau thì ấn tượng gì về nhau? Thực ra thì phần này thì em xin phép là em nhường vợ vào trước. Tưởng đâu em được xin phép chia sẻ, ai vậy nhường cho vợ. Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là cho em chia sẻ một chút là đợt đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên. Thì trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác, nghề chính của em là nghề khác, thì kiếm rất là nhiều tiền. Nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại, cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về cái công việc đầu tiên mà mình được học tập, đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa, mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới, và em xin vào làm nhân viên thôi ạ. Thì cái cảm xúc lúc đấy, những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, được hình dung về chồng là một người, qua mẹ chồng kể ạ, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh, và lúc đấy em tưởng tượng là ông ấy sẽ đầu to mắt cận này kia. Nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi, xăm trổ, đội mũ, quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Ở lúc ấy có hơi sợ một xíu. À. Bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng, và nó khác trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Đó. Nhưng mà là bạn này có du học ở nước ngoài không? Dạ là... không. Dạ không ạ, bạn ở Việt Nam ạ. À, nghe cái... là bao nhiêu là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tháng, một tuần thôi ạ. Tức là thời gian nó rất là nhanh, từ một tuần đến ba tuần thôi ạ. Tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị setup rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe lén, được. Nghe được là con trai mẹ ngoan lắm, con trai mẹ đẹp trai này, học đầu óc kinh doanh giỏi ABC các thứ. Thì lúc đấy em tưởng tượng trong đầu rất là một người rất là, không phải là người kiểu dạng như là thanh niên vui chơi ham chơi gì đâu ạ. Nhưng mà cái cảm giác lần đầu tiên thì rất là sợ. Đội mũ đen, sau đó mặc đồ màu đen và xăm trổ đầy mình là sợ lắm ạ. nhưng mà cái spa đó là của mẹ. Dạ, chứ mẹ không có liên quan gì tới chồng. Đúng rồi. Không là chồng em không đúng có rồi. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về. À, chứ không phải mục đích kinh doanh là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Đó, và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn, mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng làm mình càng hiểu hơn. Thế hôm ấy chủ tịch đến làm gì đấy? Dạ, chủ tịch bao quát giám sát thôi ạ. À thế hôm đến coi như là để xem xét thôi. Vâng, đúng không? Vâng. Thế mà lại hầm hố xăm trổ như thế đấy. Sợ không lắm. Chủ tịch là mẹ. Chủ tịch là mẹ chồng ạ. Thế hôm chồng đến làm gì? Thế hôm chồng hôm ấy em đến đó làm gì? Thực ra một tháng sau mới tới. Em thăm cơ sở mới thôi. Đến thăm thôi gì? Thì đến xem cơ sở hoạt động vận hành như nào. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là mình, tại sao mình lại để ý cô gái này? Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Tại vì đấy cũng là cái chương trình em hay xem nên là em tò mò em xem thử. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình
mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Mà nên vô là... tình lại gặp. Vâng, nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp. Gặp cô này. Vâng. Thế xong thì em thấy thế nào? Thực ra thì em thấy bình thường. Tại vì mục đích chính mình đến chỉ để xem thôi, chứ không phải có ý định hay gì cả. Một người thì thấy rất đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này nó rất là khác thường. Vâng. Đúng không? Vậy thì sao lại là làm sao mà đến với nhau được ha? Dạ, tại vì là thật ra là cho vợ xin phép kể nhá. Tại vì là thật sự là con không có yêu chồng con, em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm đến như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi, nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc rất là đặc biệt. Quan tâm, lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ. Nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt, và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh. Mặc dù nó khó khăn chậm nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là mình, nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó. Thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì... À, tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Khoan, anh hỏi, ở trong một spa như vậy thì có rất nhiều nhân viên nữ. Dạ. Thế thì tại sao mẹ lại không đẩy thuyền cho con trai mẹ với các nhân viên khác, các cô gái khác, mà là đẩy thuyền với con? Cái này thì em cũng chưa từng hỏi mẹ, nhưng mà em nghĩ là có thể mẹ nhìn đầu tiên là cái ngoại hình. Ngoại hình khi khả ái thì đâu đấy sẽ có một cái thiện cảm. Thứ hai là do cách làm việc, có thể mẹ nhìn thấy em khá là hiền lành và có thể phù hợp với con trai mẹ. Và đến bây giờ thì em thấy là em không phải là một người hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn em là một người phù hợp nhất với con trai của mẹ. À, rất tự tin. Đó. Thế còn Minh, tại vì thấy cô này cũng không có gì bình thường cả. Vậy tại sao mẹ lại đẩy thuyền mà Minh lại... Thì thực ra thời gian đầu thì công nhận là em cũng ra hỗ trợ cái cơ sở đấy thật. Thì thời gian đầu hỗ trợ thì cũng hỗ trợ luôn cả vợ em bây giờ, là những cái công việc mà vợ em không biết. Thì kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế. Nên là nhiên bén tới lúc nào không biết. Nhưng mà lúc đó là mẹ chồng có cất nhắc con, cất nhắc em lên một cái gọi là... Dạ không ạ, mẹ chồng con khá là nghiêm khắc. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc trong cái chuyện học hành, làm ăn và kinh doanh. Cho nên là mẹ em có một cái tư duy và mindset rằng các con muốn làm sếp thì các con phải đi từ nhân viên để các con hiểu từng vị trí và vị trí trong công việc nó như thế nào. Thậm chí đến bây giờ chưa chắc mình đã làm sếp đâu ạ. Mặc dù là mẹ mình là chủ tịch nhưng đâu đấy mình vẫn phải học tập rất là nhiều. Vậy thì bao lâu thì hai đứa mới có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Hơn một tháng. Gớm lâu thế. Gớm đến hơn một tháng. Đó là lần đầu tiên đi chơi với nhau đúng không? Vâng, lần đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa từ hết nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu? Lần đầu tiên thì tại vì lúc đầu vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không? Thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm. Em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Thế là lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu. Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Tức là từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Wow. Mở mắt dậy là ở trong phòng chồng em luôn. Nhưng mà có một cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy là em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ. Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông này rất là tử tế. Với một người phụ nữ mà người ta đã có một chút tình cảm với mình, đi uống rượu, đi chơi, đi pub, rồi mặc quần áo, váy vóc các thứ đi chơi như vậy, thì lúc đấy đàn ông tâm sinh lý mà mình không thể nào mà mình biết trước được. Đúng rồi ạ. Nhưng mà chồng em thì không ạ. Hay quá. Và sau bữa đó là càng ngưỡng mộ bằng ấy. Càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng thế mà còn lần thứ nhì? Ủa khoan, nhưng mà cái lần nó đi về thì có mẹ ở nhà không? Thực ra là có. Mẹ biết không? Thực ra lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ em cũng không biết. Chắc mẹ ngủ. Nhiều khi mẹ biết mà thôi, mẹ lơ luôn. Dạ cũng đúng đấy ạ. Mẹ chồng đấy là em đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Mẹ chồng em có biết là em về đấy, về nhà chồng em với chồng em trước khi bọn em cưới đi chăng nữa, nhưng mà mẹ rất ủng hộ.
và mẹ tức là mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó, nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Đó. Rồi, lần, rất hay. Rồi đưa lần được lần đầu có đưa về lần hai không? Dạ có chứ ạ. Và lần hai như thế nào? Có trong tình trạng say xỉn nữa không? Không ạ. Những lần sau là không say xỉn nữa rồi. Tại vì sau cái lần đầu thì vợ em cũng biết là em uống bia rượu tốt được như nào. Thì lần sau cũng không rủ nữa. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác. Cho nên là bố rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần rồi nó cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón đi lên nhà chỉ đi ngủ để sáng sau đi làm thôi ạ. Chỉ như thế ạ, chỉ đến đi để đi ngủ và sáng sau đi làm thôi. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Đến bây giờ kể lại mà tim vẫn đập thình thình thình. Là Hoàng là ở riêng hay là ở chung với bố? Dạ ở riêng với bố, bố ở riêng, gần mà... đấy thôi. Bố ở gần đấy thôi chứ bố không ở chung với các con để cho các con có cuộc sống độc lập hơn. Nhưng mà buổi tối đi qua bố trách cam mình... ạ, nhà có cam, bố trách cam ạ. Thế rồi sao không nói là bố biết rồi bố. Bố gọi điện ạ, lúc ấy là con chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì chồng bố gọi điện. Con đang ở đâu đấy? Con có ở nhà không? Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Vậy hả? Về nhà chờ bố đi xong lại đi ạ. Rồi như vậy là qua bên nhà bạn trai đúng không? Tối là tá túc bên đó. Vâng. Tối có sinh hoạt và trò chuyện với chủ tịch được không? Dạ về sau thì có ạ. Về sau thì chủ tịch biết rồi. Và giống như là ở chung nhà luôn á đúng không? Vâng, chủ tịch biết rồi thì chủ tịch còn khuyến cáo về cái chủ tịch còn ủng hộ việc đi làm xong về nhà tắm rửa ăn cơm cùng. Tức là không phải về nhà xa xôi nữa bởi vì nhà em khá là xa. Đấy còn bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Lúc ấy bố mới biết. Dạ, lúc ấy bố mới biết. Lúc đó phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên. Vì em rất sợ vì bố em rất là nghiêm khắc. Em là con gái đạo gốc, mẹ mất sớm và xung quanh họ hàng thì các cụ rất là cổ hủ, chưa được văn minh lắm. Người ta vẫn sống theo cái truyền thống của gia đình công giáo là phải học giáo lý hôn nhân, không được có bầu sớm. Mà trong khi đó em thì con gái đi làm sáng tối xong rồi có bầu sớm, có bầu trước. Em rất là sợ nên em không có dám nói. Nên là ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế. Lên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì bọn em vẫn phải học giáo lý hôn nhân. Thông thường thì bọn em phải học giáo lý hôn nhân từ 3 đến 6 tháng. Nhưng lúc đấy lại vẫn là đại dịch đấy ạ. Thì bọn em có xin học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới cách đây nhưng mà cũng đạo không? Dạ không, chồng em không có đạo. Mình là đạo Phật. Dạ vâng. Đúng rồi. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao? Chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu. Nhưng lại lo là lo không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ. Đó. Nhưng mà là bé là nay là mấy... Bạn được 15 tháng. 15 tháng. Con trai hay con gái? Dạ, con trai ạ. Con trai. Ôi thế là có chi giống rồi, là cụ bà nội là sung sướng lắm rồi. Đúng không? Đúng ý luôn á. Lúc đầu mẹ em cũng bất ngờ lắm, nhưng mà sau thì lại bình thường, lại cảm thấy mọi thứ nó kiểu đến là trời cho. Nên là con cháu và thứ thì rất là hạnh phúc thì có thêm người thôi. Là bây giờ ở với bà nội đúng không? Dạ, vâng. Hai vợ chồng ở với bà nội luôn. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng rồi. Đang là nhân viên bây giờ chuyển thành coi như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của con á. Của em á thì nó như thế nào, có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm đến cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc chắn là sẽ có. Bởi vì trong một tập thể có nam có nữ, mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy, em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi, chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực gì? Công việc lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn. Hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên, để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi, nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần. Cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy. Làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi? Mẹ em sinh năm 66. Thế là bằng tuổi
chị à? Mẹ em là trẻ khỏe đó, năng động và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn. Thế cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính ngọ là như thế. Thực sự những tất cả những phụ nữ bính ngọ không, nhưng mà thực ra là như vậy nè. Nếu mẹ không đi làm mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ. Đó, đúng cho nên là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui. Chứ bà nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi, không chịu nổi ra. Thế rồi là trong cái giai đoạn mà yêu nhau như vậy á, thì có những cái chuyện gì nó xảy ra không? Đừng có chia tay hay không? Dạ, hay có những cái biến cố gì không? Cãi nhau, cãi nhiếc gì không? Dạ, có chia tay chia chân gì không? Bọn em chưa một lần nào chia tay với nói lời chia tay với nhau. Mà chỉ có dừng lại ở cái mức độ là hai vợ chồng tranh luận cái vấn đề là nó quá bức xúc với nhau và nói có to tiếng thôi, chứ không chưa có một lần xúc phạm, chưa có một lần nói chia tay. Và sau khoảng, nói chung là trong khoảng 24 tiếng, nói chung là 2-3 tiếng đổ lại thôi, là chồng em chủ động làm lành để cho vợ bớt bị buồn, bớt bị tổn thương. Hoặc là để lâu quá nó thành thói quen, hôm nay 1 tiếng, mai sẽ thành 2 tiếng, mai 2 tiếng, ngày mai sẽ thành 3 tiếng, nó như vậy. Nên là em nghĩ là bây giờ giới trẻ rất là văn minh và hiện đại rồi. Và họ luôn tìm mọi cách để cho gia đình của họ được hạnh phúc. Thật ra là chắc chắn là bạn Minh này sẽ rất là yêu thương người yêu lúc đó, là bởi vì là có tin vui. Vâng, đúng cưng không? Lắm, chắc chắn là sẽ rất là chiều chuộng. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề, chẳng hạn như cái này giống như cái phim mà Pretty Woman á. Cái cô gái người đàn bà gọi là gì đó? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp á, đúng Julia không? Julia Roberts. Có nghĩa là khi mà mình á, thực ra thì mình bước vào trong cái gia đình của chồng á là với tư cách của một nhân viên làm việc cho cái công ty của mẹ chồng. Xong rồi đùng một cái và mình lại bước vào trong một cái thế giới đó mà nó khác hẳn cái mà thế giới của đúng mình đó. Thì em thích nghi nhanh không? Có nghĩa là em có bị kiểu như là bị confused ngay cái lúc mà khi mình về á, rồi mình có thích nghi không? Có, nhưng mà em là người thích nghi khá là nhanh và em cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại của em nó quá tốt. Nó quá tốt so với cuộc sống trước đây. Em có kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền, nhưng em chi tiêu cũng rất nhiều tiền. Và phải sinh sống cùng với em trai cũng phải lo cho em nhiều hơn. Và bản thân mình khi chưa có gia đình thì mình sẽ lo rất nhiều thứ. Mình phải chăm em, rồi phải nuôi em, rất nhiều thứ. Nhưng mà khi lấy chồng em cảm giác như là em được người khác nuôi á. Nên là em cảm thấy rất sung sướng, nhẹ nhàng. Ngày tháng này đi làm được bao nhiêu tiền cũng được, lương như thế nào cũng được, bởi vì có mình đã có chồng lo, có mẹ chồng lo, có gia đình chồng lo cho mình. Mình chỉ cần chăm sóc tốt cái gia đình nhỏ của mình và đối nhân xử thế với bố mẹ chồng, bố nhà vợ, nhà gái và nhà trai đó. Đó, còn lại thì em không phải suy nghĩ quá nhiều nhá. Ngày xưa là suốt ngày đi gặp đối tác này, hợp đồng này có được ký không, khách này có duyệt cho mình job này job kia không, nhưng bây giờ thì không ạ. Nhưng mà mẹ của mình là có gọi là sao ta, bà có khai thác hết cái mà cái khả năng của vợ con không, tại vì của vợ của mình không, tại vì như là em nói là em về cái chuyên môn mà về da rồi về mọi thứ thì em rất là ok, thì mẹ có khai thác cái việc đó không? Ví dụ như bây giờ thay vì hồi đó là nhân viên, bây giờ bà phải cất nhắc lên để cho em quản lý em ở cái trên cái vai trò khác để cùng với bà thúc đẩy công ty á. Vâng. Thì mẹ khai thác triệt để. Mẹ khai thác triệt để và thậm chí mẹ còn thúc giục em phải đi học, con phải đi học đi, muốn làm quản lý được công ty, phát triển được công ty. Công ty phát triển tức là mình giúp được rất nhiều người có công ăn việc làm. Vậy thì mình phải đi học thêm để có đủ kiến thức thì công ty mới phát triển được. Với những gì em chia sẻ về mẹ chồng thì anh cũng nghĩ đó là điều mà chắc chắn bà sẽ phải hành động như vậy. Vâng. Tại vì chắc chắn sau này mọi thứ đều là do hai vợ chồng như là thay thế cho bà. Là Minh là con một à hay sao? Dạ vâng ạ, em có. Trời ơi. Thế thì đúng là em bị áp lực về cái công việc và cái làm sao để mà cho mẹ không có thất vọng về thực ra về mình. Thực ra thì bản chất của em không phải là con một, em là con hai, nhưng mà chị em mất được hơn 10 năm rồi. Thì lúc đầu thì em là con hai thì em sẽ được cưng chiều hơn, nhưng mà bây giờ em chỉ còn một mình thôi, nên là mẹ sẽ kiểu mẹ sẽ dốc toàn tâm, xong mẹ sẽ để ý đến con nhiều hơn. Nên là vô hình chung là hai vợ chồng em sẽ bị gánh nặng về áp lực nhiều hơn. Đúng rồi. Tại mẹ giỏi quá. Đúng rồi, mẹ nói giỏi quá và mẹ rất muốn là truyền hết những cái gì mà mẹ có cho hai đứa. Hiện tại thì mẹ vẫn đang ở Hà Nội. Dạ vâng, mẹ em có nói với em một câu, lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau. Mẹ em có nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ, và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ suốt, nhớ có lẽ là suốt đời, để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình. Mẹ em mà có ở đây chắc là bà sẽ rất là vui. Bà sẽ xem có lại ở đây, cái tức là thôi. Có ở phim trường này thì sẽ rất là vui khi mà nghe được cũng như là nhìn thấy được
những cái điều mà em vừa chia sẻ. Hiện tại là mẹ đang ở Việt Nam hay ở đâu? Mẹ em đang ở Việt Nam, đang ở Hà Nội. Mẹ em một năm thì cứ sang Đức vài tháng xong lại về Việt Nam vì mẹ định cư ở Đức. Nên là chủ yếu là hai vợ chồng ở Việt Nam là chính. Và cái công ty là công ty xuất nhập khẩu cho nên bắt buộc mẹ phải sang Đức. Mẹ định cư bên đó để mẹ làm việc với đối tác bên Đức. Tuổi này rồi mà phải đi đây đi đó để mà chăm lo cho tất không, cả mọi thứ. Vẫn ok. Đây thì chú cứ nhìn tôi đây này, chú làm sao đấy? Đã già đâu mà Thì em có nói gì đâu. Cho em nên khen là, chứ. Cho nên em khen là... về những người phụ nữ tuổi hoàn... đấy. Vẫn còn trẻ măng. Hoàn toàn là cứ yên tâm về mẹ. Hai đứa hiện giờ là vẫn cứ hoàn toàn yên tâm về mẹ. Mẹ vẫn là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho hai đứa. Tuy nhiên á, là sẽ phải cập nhật từng ngày một để mà đỡ đần cho mẹ. Thực ra thì để cho mẹ nghỉ ngơi, để mẹ tận hưởng á, chút nào hay chút đó. Nhưng mà nếu mà chưa được thì mẹ cũng vẫn là một cái bệ đỡ rất là vững vàng, yên tâm điều đó. Em cũng thấy như vậy. Thôi mình qua chương 2 đi nhỉ. Mình sang đến chương 2. Hai vợ chồng thấy rất là xứng đôi. Sẽ còn hạnh phúc tiếp nối nhiều hơn nữa. Và rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Nhưng mà cái lựa chọn này á là mẹ chọn. Có một phần mẹ chọn trước. Và thật ra là mẹ cũng đang rất hạnh phúc. Đúng không? Đúng và rồi. Mẹ bây giờ cho dù ở Hà Nội hay là ở Đức thì mẹ cũng đang rất hạnh phúc bởi vì cái lựa chọn của mẹ, lựa chọn con đã dâu tạo cho ra mẹ. Hạnh phúc cho con. Đúng chưa? Cho nên cả ba đều đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc đó. Đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Tới dở, kia đi. Dở Trang qua chương 2. Trang này hai vợ chồng sau hôn nhân. Quá. Anh chồng thì rất là hiền không? Đó. Nói chung rất tử tế. Và cô vợ thì cũng rất là ngoan, rất là giỏi, rất là hiền, xinh đẹp nữa. Thì chắc không có tật xấu gì đúng không? Dạ, tật xấu của chồng con thì tật xấu của chồng em từ khi cưới nhau về đến bây giờ thì có thể trong mắt của em chồng em quá hoàn hảo. Cho nên là em không thấy có tật xấu, và chỉ có một cái vấn đề duy nhất, đấy là đàn ông thì sẽ có cái tật lười thôi. Cái đấy không thể tránh được. Không có một người đàn ông nào quá hoàn hảo cả, nên là em cũng không có cầu toàn cái việc đấy. Mình chỉ nói mưa dầm thấm lâu ạ. Cứ ngày này qua ngày khác, hy vọng là chồng mình trong tương lai gần sẽ chăm chỉ hơn thôi. Chứ còn mình, em thấy chồng em quá hoàn hảo. Cứ bước chân ra ngoài đường là chồng em sẽ dầu thơm từ đầu xuống chân, bóng lộn lâu xuống chân. Nhưng mà về nhà thì có thể là cởi trần quần đùi, mà em thấy cái đấy là điều bình thường. Đó, nên với em, chồng em không có tật xấu gì mấy. Đây là gọi là đa chồng đó, người ta gọi là đa quá. Giống như đa con ấy. Con làm gì cũng thấy thương á, làm gì cũng thấy ok. Không tin, cứ phải có mình phải giật lá tìm sâu thôi. Thì lười đào đó. Mới thôi. Thì lười là tật xấu, nhưng mà vừa mới nói đâu. Không phải lười đối với tất cả người khác đó là tật xấu, nhưng mà chưa gì là bạo biện liền rồi. Nhưng mà lười thì em nghĩ là em ai chẳng lười lâu, đại khái như thế. Không, bây giờ hỏi cái này nè. Không, mình phải giật lá tìm sâu thôi, phải bươi móc thôi. À, anh ấy có ghen không? Chồng em thật ra là không ghen, nhưng mà lại không muốn vợ ra ngoài đường ăn mặc hở hang. Và thật ra là em đây là cái cảm giác của em thôi, là không, chồng mình không muốn mình tiếp xúc với quá nhiều đàn ông. Sẽ dễ sinh ra tật hư gì đó, nhưng mà bản thân em cũng không thích lắm. Cho nên là chồng muốn sao thì em chỉ ở vậy thôi. Ôi, gì cũng đấy, có thế chứ, nó cũng bạo biện luôn. Có nghĩa là chồng có ghen. Thực ra là chồng có ghen, nhưng mà nói theo một cách nhẹ nhàng một chút là chồng em không muốn em tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác. Có khó ăn không? Đó, có ạ, khó ăn lắm ạ, nhưng đó. Mà em cũng khó ăn cùng ạ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ moi cái gì ra là hắn cũng biện bạo cho chồng hắn hết. Nói tóm lại là bây giờ á, em muốn chồng em thay đổi điều gì để chồng em trở nên hoàn hảo hơn? Trong mắt em thì em chỉ hy vọng và mong muốn là thứ nhất là chồng sẽ bớt lười hơn một xíu. Không cần phải ngay. Có lười. Có lười nhưng mà bớt đi một xíu. Thứ hai là chồng sẽ... em muốn mong muốn là chồng sẽ cùng với mình phát triển công ty, nó em thật sự em mong muốn nó vượt trội hơn nữa, bởi vì những năm qua Covid và khó sự ảnh hưởng lắm. Nó quá khó khăn, doanh nghiệp nào cũng vậy ạ, và đến cả gia đình mình cũng phải gồng gánh cho rất nhiều nhân viên cấp dưới, rất nhiều những người khác đang mong chờ vào mình, nên là em chỉ hy vọng như thế thôi. Hy vọng nhưng mà đừng có quá gọi là áp lực lên. Đúng rồi ạ. Tại thực ra cho tới thời điểm này các doanh nghiệp mà còn trụ được đã là thành công đấy. Vâng. Nha. Đấy. Nha. Và sắp tới sẽ còn rất là nhiều những khó khăn. Trụ được và lo được cho các nhân viên đó. Và làm sao giữ được cái thương hiệu, giữ được những cái gì mà của mẹ để lại, đó là thành công. Dạ. Mẹ. Rồi, bây giờ tới em đó Minh. Bây giờ tật xấu của vợ em à? Đó. Đúng rồi. Này, khó chia sẻ quá. Chồng cái gì? Chia sẻ thoải mái. Thực ra nói bảo vợ tật xấu thì cũng không hẳn, nhưng mà vợ em ví dụ là mỗi lần mà thấy em lười các thứ thì vợ em nói nhiều lắm. Nói rất nhiều, ví dụ là kiểu một ngày có thể nói đến vài tiếng đồng hồ về một cái vấn đề mà em đang lười, em đang nằm.
em không giúp đỡ vợ cái gì, vấn đề gì này cả. Nói hoài, nói nói mà mình phải làm đúng không? Nói đến mức là mình kiểu phát điên lên. Cáu ạ. Nhưng mà vẫn không làm đâu ạ. Cáu nhưng mà không làm đâu ạ. Làm cho có nhưng mà em vẫn phải làm lại. Đấy là coi như là nói nhiều hay càm ràm. Nó cũng xuất thân từ mình. Một tật xấu. Tại mình lười. Cho nên là cái càm ràm này đúng không? Đó. Rồi còn gì nữa? Không, nhưng mà thực ra thì vợ em không chia sẻ hết, tức là em không phải không có tật xấu. Nhưng mà tật xấu đấy thì do bản tính là dễ cục tính. Tại vì bình thường hiền lành các thứ thì nó đi đôi với cả cục. Ví dụ mà vợ mà nói nhiều quá là em có thể rất chi là điên, em bỏ ra chỗ khác mà em không làm gì luôn. Nhưng mà tại vì hiểu cái bản tính của mình là cục tính nên là em sẽ không quyết định hoặc không nói gì vào những lúc nóng tính. Đúng, không có nói. Đã thế tôi không làm. Tại vì nói lại là nói nó sẽ bắt đầu. Đã thế tôi không làm. Đấy. Nếu nói nữa. Tại vì đằng nào mình nữa, đã đi ra khỏi nhà luôn. Tại vì đằng nào mình đã bị nghe như thế rồi. Bây giờ mình không làm nữa. Ví dụ mà mình làm có cái vấn đề gì nó sai hoặc là nó không đúng ý của vợ, mình lại bị nói tiếp. Mệt lắm. Đó. Nói mà nói đập bồ coi như mình không nghe thấy gì. Đúng không? Đấy, thực ra thì vợ em chỉ bị mỗi cái đấy thôi. Là có cái gì nữa không? Càm ràm, đúng không? Càm ràm nói nhiều. Có ghen không? Ghen thì sao lại không? Có chứ ạ. Tôi phán luôn, sao lại không? Có chứ ạ. Phụ nữ ai cũng ghen hết. Nhưng mà quen cái mức độ như thế nào? Thực ra thì mì cây nó có 7 cấp độ thì ghen nó có mấy cấp độ nào? Ghen thì em nghĩ cũng cấp độ 5, cấp độ 6 gì đấy. Ôi rồi là dữ. Nhưng mà em không để vợ em phải ghen bao giờ. Tại vì nhưng mà trước giờ có cái vụ ghen nào mà nó lớn không? Thực ra em hiểu tính vợ em là ghen nhưng mà toàn giữ trong lòng, nên là nhiều khi chưa chắc đã bộc lộ ra với mình đâu. Có thể nói với mình một cách gì đấy, nói bóng nói gió hoặc là rất nhẹ nhàng, nhưng mà thực chất ở trong người rất chỉ là đang khó chịu, ghen ngầm đúng không? Mà có bao giờ mình bị bắt gặp cái gì không? Ví dụ như lỡ thả tim, lỡ like vô một cái bóng hồng nào đó. Em thấy là em hỏi liền ạ, mấy cái đấy là chuyện vặt thôi ạ, trừ khi là nhắn tin riêng với một cô nào đấy hay là... Mà trước giờ có bắt gặp không? Dạ không, không có nhắn tin. Chưa bị phốt bao giờ hả? Dạ chưa. Nhưng mà trước khi mà có em bé, để sinh em bé đến giờ ấy ạ, thì chồng em cảm giác như là ông ấy chỉ muốn ra ngoài đường là chỉ muốn thể hiện là mình là một người chưa người yêu, chưa có vợ, chưa có con, nên là cảm giác của mình không được an lòng thôi. Đấy, thì nhưng mà chồng em được một cái là rất hay lắng nghe vợ và bảo vệ vợ, cho nên là khi em có chia sẻ về cái việc đấy, em rất là thẳng thắn, em nói luôn là chồng làm như vậy ABC, chồng khiến cho vợ cảm thấy không an tâm, và đấy là lý do vợ không tin tưởng một người đàn ông, nên là muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà phải để cho người phụ nữ của mình phải thật an lòng. Đúng. Sau lần đấy trở đi thì chồng em không còn như thế nữa. Đúng rồi. Đấy. Thôi, bây giờ mình muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực ra em chỉ muốn vợ em nói ít lại những vấn đề mà em lười thôi. Chỉ là nói ít lại thôi, đúng không? Tức là vợ thì ước mơ là chồng bớt lười đi tí, bớt một ít thì cũng được. Chồng thì lại muốn là thôi vợ đừng có nói mỗi khi tôi lười. Đây là một cái vấn đề cái này nó tỷ lệ nghịch lắm luôn á. Nếu mà không nói thì làm sao cũng làm. Vâng. Không, nhưng mà với người đàn ông này á, là đấy, hồi nãy là người ta lại cọc ngầm nhá, hiền nhá, cho nên là càng nói sẽ càng không làm. Vâng. Đấy, càng nói sẽ càng không làm. Với lại anh chị chỉ cho em một cách bây giờ làm thế nào để không nói như chồng em làm đi ạ. Nhắn tin khó. Không, không phải đâu. Đến một lúc nào đó đó, tức là thực sự nha, cái này là chị nói thật sự á, là bạn này á, là năm nay bạn sinh năm 96. Vâng. Đúng không? Bằng tuổi 96 mà. Thì là cũng với đàn ông trai là chưa phải là lớn, đúng không? Chưa phải là lớn. Nhưng mà với phụ nữ thì là đã đến tuổi chín chắn rồi, trưởng thành, đúng không? Thành ra là cứ chờ bạn đi đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ, lúc đó là lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gọi là cuộc sống. Vâng. Cho nên rằng là bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa. Vâng. Đừng ai nói gì hết, tại vì bạn đã sống trong một cái môi trường như thế rồi, có nghĩa là bạn sinh ra đời là mọi thứ là nó đã sắp xếp theo cái gọi là bạn không phải không, tức là bạn mọi thứ nó đã sắp đặt hết trơn cho bạn rồi. Vâng. Và bây giờ là bạn chỉ việc thực hiện thôi, vì bạn có một bà mẹ quá giỏi. Vâng. Thành ra là em cứ hết sức bình tĩnh trong vấn đề lười. Vâng. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được, nếu như mình không làm, mình mệt không làm thì mình thuê người giúp việc. Vâng. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Cái đó là vì cái gánh nặng mà mẹ, thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa quá lớn chứ đâu phải là với một ai đâu. Vâng. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Vâng. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Vâng. Thực sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi đó, em không giỡn mà. Chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó. Nha. Yeah. Nó khoe mà đó là thật sự. Nhưng mà cực kỳ nhân hậu. Yeah. Thành ra là chính vì cái điều đó bạn này quá hiểu mẹ bạn. Ừ. Cho nên là bạn phải tìm mọi cách bạn đỡ đần cho mẹ. Thực sự là bạn
cái nung nấu của bạn bây giờ là như thế, đỡ đần cho mẹ, là chỗ dựa để có thể cho vợ cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Dạ. Thành ra thôi, cái vấn đề lừa thôi, đừng nói nữa, đừng nói nữa, kệ đi. Đến một lúc nào đó tự nhận thức nó, dạ, tại sao mình, tại sao vợ mình cũng như mình, cổ vừa phải trông con này, cổ lại sanh nở cho mình này, rồi cổ lại phải làm tất tần tật mọi thứ, thế tại sao mình không chia sẻ? Đến lúc tự bạn sẽ ngộ ra điều đó. Vâng. Đúng không? Tại vì qua cái hình ảnh này mà mình thấy cái người vợ cứ tất bật, tức là vừa thế này vừa thế nọ, làm tất từ việc trong đến việc ngoài, tự nhiên bạn ngộ ra là à, ngày xưa mẹ cũng thế, ngày xưa mẹ mình cũng như thế. Vâng. Thì thôi mình phải chia sẻ chứ, thương là mẹ sẽ thay đổi thôi, thương mẹ và sẽ là thương vợ, thương rồi lắm, thương con, thương mẹ đấy. Lắm. Đúng rồi. Yeah. Trông vậy thôi nhưng mà rất thương mẹ, chỉ cần chắc động đến rồi. Mẹ thôi là đấy, hình ảnh của chơi phi đó. Y như thế. Thôi xin cảm ơn hai vợ chồng nghe. Rồi hy vọng một dịp nào đó anh Thuận với chị Hồng Vân có dịp ra Hà Nội sẽ đến với Em rất hy vọng được đón anh chị ở ngoài Hà Nội. Rồi xin chào. Rồi xíu mình sẽ gặp lại ha. Dạ. Anh chị.